38. Đi từ đây ra là sẽ đến bến tàu suối qua đào. Tôi từng đi bến phà đó rồi. Nó chỉ có một con thuyền thôi. Con thuyền đó cùng lắm chỉ có thể chở được 4 đến 5 người, cậu và tôi. Không thể tuyệt tình vậy chứ. Tuyệt tình? Không tuyệt tình thì sao họ lại không đưa Xói Tiết đi cùng? Xói Tiết không quan trọng thì cậu là cái gì? Tôi nói cậu nghe, hai người chúng ta cộng lại không bằng một kế đăng dương kia đâu. Cậu nghĩ cậu là ai? Mau lên. Được. Đây là gì vậy? Trong sơn động ẩm thấp lạnh lẽo. Thuốc chống hàn, uống một viên đi, có tác dụng đó. Nếu không sáng mai cậu dậy một cái, cả người đều không ổn. Cậu uống một viên không? Sao tôi biết được có phải là thuốc độc không? Sợ chết thì đừng uống. Cậu có dám uống không? Không hại cậu đâu. Chờ đã. Hai chúng ta đổi cho nhau. Cậu ta mưu mô hơn anh nhiều. Bác sĩ Bạch, chuyên gia kế, cậu là bảo bối, cậu không thể bị bệnh được. Bác sĩ Bạch, Bạch Thủy là con gái của chú. Chú khuyên cô ấy đi, đừng để cô ấy hồ đồ thêm nữa. Tiểu Hủy, Tiểu Hủy, con còn là con gái bố không? Còn có người bố này không? Đã nhìn thấy chưa? Nó còn nghe lời tôi không? Đang như anh còn chưa biết đâu ha. Bí danh của bố tôi là Cú Mèo. Bố, bao nhiêu năm qua chẳng phải bố luôn giấu con sao? Đúng vậy, bố thừa nhận. Nhưng con à, ban đầu là bố vì con, bố mới rời khỏi giang hồ đen tối này. Bố mới nuôi con sống như những người bình thường, để con đi con đường đúng đắn. Như vậy cũng để xứng đáng với bố mẹ của con. Ai ngờ được trên đời này có rất nhiều việc không thể dạt vào. Nếu dính lấy, cả đời này không thể nào dứt bỏ được. Vì ban đầu là chú ném tôi xuống núi Đông Sơn. Đúng vậy. Nếu đã như vậy thì tại sao sau đó lại cứu tôi? Ông ấy không muốn giết anh. Chỗ ném anh xuống là vị trí duy nhất anh có thể sống. Đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường. Tiểu Hủy, con có từng nghĩ lần đây bố ngủ rồi thì sẽ không tỉnh dậy nữa? Không đâu, con ở đây mà. Bố già rồi, không coi nặng chuyện sống chết, nhưng bố rất lo. Lo rằng nếu có một ngày con của bố muốn quay đầu nhưng không thể quay lại được, bởi vì lúc đó bố không còn ở bên con nữa. Bố, bố đừng khuyên con nữa. Chuyện tới nước này, chúng ta chỉ có một con đường,
là đi khỏi đây mới có chân trời mới. Ở lại chỉ có chết. Con không được đi đâu hết. Bố nói con nghe, không chỉ con không được đi, Kiên gia kế cậu ta càng không được. Con nhất định phải đưa anh ấy đi. Con có biết Kiên gia kế là quan trọng với Lôn Môn thế nào không? Lôn Môn không thể không có cậu ấy. Con đang là tội phạm của cả Lôn Môn. Con chỉ muốn sống. Con biết con đang cầm gì không? Trong này khắc tinh tâm huyết của cả chuyên gia. Con đưa mấy ảnh cho chuyên gia kế đi. Bố, đừng ép con. Con có thể vô tình, nhưng người làm bố như bố không thể bất nghĩa. Trong sân rộng ẩm ướt, uống viên thuốc này đi. Chuyên gia kế, chú bảo tôi phải tin chú thế nào? Bạch Minh Hán chữa bệnh trị thương lại là đặc vụ cứu mèo. Uống đi, bố tôi sẽ không làm hại anh đâu. Cục trưởng Dương, người đi truy bắt vẫn chưa truyền tin về. Gọi điện cho tất cả phân cục ở huyện Lâm, thiết lập đợi phong tỏa thứ hai. Rõ. Muốn sống không? Tức là sao? Muốn đi Đài Loan mà lại không có công lao gì, cậu dám đi không? Cho dù đi rồi thì ông già đó có thể để cậu sống không? Theo như ông nói thì chúng ta phải phản lại. Đối với Đảng Cộng sản mà nói, cá nhân lập công hay tập thể lập công có khác biệt rất lớn đó. Bây giờ cơ hội duy nhất để lập công là phải đánh cược. Cậu nhìn đi, chính là cái máy ảnh đó. Bọn họ có súng, một khi động cái là chết chắc. Cậu có thể sống được ở nơi như Lôn Môn, mà giờ cậu lại sợ sao? Đã quyết tâm thì không do dự. Còn không ra tay thì lát nữa bọn họ ra tay trước, cả hai chúng ta sẽ bị xử lý. Đến lúc đó còn lập công gì nữa? Chẳng cần kịp làm gì. Đầu to, ra ngoài các đêm đi. Gọi ai là đầu to vậy? Trong sân động này đầu mày là to nhất. Mau cút ra gác đi. Anh có biết anh nói không vậy? Được, đi thì đi. Gác đêm thôi, cũng không nói được tử tế. Tôi cũng đi. Tôi lớn tuổi rồi, ngủ kém. Tôi đi chung với cậu ta. Bác sĩ Bạch, nếu tuổi tác cao rồi thì ở trong sân động ẩm ướt đi. Tôi uống thuốc rồi, có thể chịu được. Tôi bảo ông ngồi xuống. Thuốc này có độc. Lão Du, thuốc có độc. Lão Du, ra tay. Bạch Minh Hán, quả nhiên ông muốn tạo phản. Bố muốn làm gì? Tiểu Hủy,
đến bến phà. Chiếc thuyền nhỏ đó chỉ có thể chở 4 người. Đến lúc đó ai bị ném xuống, con còn không rõ sao? Anh tính như vậy thật sao? Cáo bay, không có một xăm, chúng ta đừng ai học rời biên. Lão già, không giấu được ông rồi. Giao mấy ảnh ra đây, đừng đưa cho hắn, đừng làm chuyện ngu ngốc. Được rồi, đừng có tự đấu đá nhau nữa. Tiếng súng chắc chắn kinh động tới cảnh sát, thì chỗ này không thể ở nữa. Mọi người lập tức đi ngay. Mau lên, tiếng súng ở phía trước. Đi thôi, mau lên. Là Lưu Tú Mao, xem ra mới chết chưa lâu. Đây là kẻ lạ. Còn chưa đi xa, đuổi theo, đi. Cú mèo không muốn đi, cô lại cứ đòi phải đưa ông ta đi theo. Cứ phải khiến tôi nơm nớp lo sợ cả dọc đường. Đến bến phà rồi, dứt bỏ ai, đưa ai đi. Chị sợ trưởng quan Lâm, anh cũng chẳng gây tốt gì. Là cô và Sói Tiết nhất định đòi đưa ông ta theo. Bây giờ tôi đang thực hiện lời hứa, còn cô thì sao? Tôi nói cô biết, Cáo Bay. Nếu như bác sĩ Bạch còn phá hoại kế hoạch của tôi, thì đừng trách tôi không nể tình giữa chúng ta. Đợi đến lúc đó, không cần tới anh. Tự tôi xử lý. Hy vọng cô nói được làm được. Một xăm. Đội trưởng, bến phà còn bao xa? Đến chân núi phía trước là đến rồi. Chuyên gia Kế, trước khi đến bến phà, tìm một cơ hội, tôi ngăn họ, cậu mau chạy đi. Không được, máy ảnh ở chỗ Bạch Hủy, tôi buộc phải nghĩ cách để lấy lại nó. Cậu yên tâm, có lẽ chỉ có tôi mới lấy được máy ảnh, Tiểu Hủy mới quay đầu. Đội trưởng Lâm, chú ý chân núi đó, đó là một ải núi, phải cẩn thận đảng cộng sản mai phục, không thể rơi vào tay đảng cộng sản, phải chia ra đi. Cáo Bay, bố cô quen đường núi, tôi đi theo ông ta. Cô đi cùng Bột Xăm và Chu Văn Kế. Chúng ta chia ra đi, đưa máy ảnh cho tôi. Chuyên gia Kế là tài liệu sống. Cô đưa anh ta đi, tôi cầm máy ảnh thì có vấn đề gì? Bố tôi và chuyên gia Kế đi cùng với tôi. Chúng ta gặp nhau ở bến phà. Tôi là trưởng quan, với tôi mà nói không có trưởng quan gì hết. Máy ảnh chính là bạn của tôi. Bố tôi và cả chuyên gia Kế không thể thiếu một thứ gì. Bắt buộc phải ở bên cạnh tôi. Lệnh của trưởng quan cô cũng không nghe à? Cô tự cao mình quá đó. Anh có tư cách gì nói chuyện ở đây? Không biết đang thương lượng gì. Đường xuất cảnh còn rất dài, chúng ta cũng có chỉ mấy người thôi. Được, tôi nghe cô, chúng tôi đi theo. Bố, đi thôi. Nhìn thấy chưa? Đường ngõ dịch rất dốc, lại còn hẹp, phải cẩn thận đó. Bố, sao bố lại đưa bọn con đi được nguy hiểm thế này? Bởi vì đây là con đường sống. Tiểu Hủy, sắp đến bến phà rồi. Đến bến phà thì không còn cơ hội quay đầu nữa. Con hiểu không? Vậy thì đi theo con đến cùng đi.
Đội trưởng Lâm, lão điên đó không cùng lòng với chúng ta. Con nhỏ điên đó cũng theo bố cô ta, theo Chu Gia Kế, không thể giữ được. Anh phải nghĩ thật kỹ đó. Tìm cơ hội diệt bọn họ. Chúng ta đưa Chu Gia Kế đi. Cô đưa tôi đến bên đó cũng không có ý nghĩa gì. Tôi sẽ không nói bất kỳ số liệu nào cho các người. Đừng có nói chắc như vậy. Con người sẽ thay đổi thôi. Vậy là cô chưa đủ hiểu tôi rồi. Sau này tôi còn nhiều thời gian để hiểu. Con sao? Bố, con gái có lỗi với bố. Bố, bố, bên đó Đàn Dương, đủ rồi, máy ảnh mất rồi, chiến dịch bàn thạch thất bại rồi. Đây là điều cô muốn à? Giờ cô vừa lòng chưa? Bạch Thủy, bọn họ giết bác sĩ Bạch, giết bố của cô, đến bây giờ cô vẫn không nhìn rõ trắng đen sao? Cô muốn chết đúng không? Được, tôi cho cô mãn nguyện. Bây giờ tôi sẽ giết Chu Gia Kế, làm đi. Lâm Nhân Hải, chiến dịch bàn thạch sẽ không thất bại. Anh thả nói ra. Là bố tôi già nên hồ đồ. Ông ấy nghĩ chuyện này quá đơn giản. Tôi tin cô một lần cuối cùng. Đi đi. Các người đi đi. Tôi không đi nữa. Bây giờ tất cả số liệu đều ở trong não tôi. Hoặc là các người có thể chọn cách giết tôi. Như vậy là xong. Anh nghĩ tôi không cho giết anh à? Làm đi. Đi ngay. Giết tôi đi.
Nói, anh muốn thế nào thì mới đi. Cởi ra. Bác sĩ Bạch. 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 Làm sao thế này? Công an bàn. Bác sĩ Bạch, sao thế này? Công an bàn. Bọn họ đều ở bên trên. Chuyên gia kế ở trong tay họ. Chú chỉ có thể giúp cháu tới đây thôi. Công an bàn, chú vẫn luôn tìm xoáy tiếc là để báo thù cho bố cháu. Năm đó bàn Thế Chiêu, bố của cháu, đã cứu mạng chú, đồng thời bí mật bồi dưỡng chú thành thanh niên tình báo của đảng. Bởi vì anh ấy đột nhiên hy sinh nên thân phận của chú, thân phận không còn ai làm chứng. Chú chỉ có thể chờ cơ hội lập công mới có thể chứng tỏ thân phận, để nhận được sự công nhận của đảng và chính phủ. Bao lên. Hoa đào, suối hoa đào, bến phà suối hoa đào. Nhanh, nhanh trước họ, chặn đầu họ. Bác sĩ Bạch, mau lên. Bác sĩ Bạch, bác sĩ Bạch, bác sĩ Bạch, Hồng Mai, bác sĩ Bạch, bác sĩ Bạch, bác sĩ Bạch, Hồng Mai, bác sĩ Bạch, Hồng Mai, bác sĩ Bạch. Trường Sinh, đưa cái này về nhà máy. Hồng Mai đuổi theo đặc vụ rồi. Bọn họ tới xuống Hoa Đào, ở đó có một bến phà. Bọn họ muốn rời thuyền tẩu thoát. Đúng rồi đội trưởng, đây là máy ảnh Bạch Minh Hán lấy giúp chúng ta. Bác sĩ Bạch đã trúng đạn hy sinh rồi. Được, cậu lập tức đưa về nhà máy, giao cho kỹ sư Sở. Đi đường chú ý an toàn. Rõ, Đông Kiệt, Đồng Bân. Có, chúng ta nhanh chóng hành quân. Rõ, lập tức tới xuống Hoa Đào. Đi thôi, đi, theo sát.
Tôi đi tìm điện báo, gửi điện báo cho chủ nhiệm Khấu. Chỉ có người chết mới có thể biết. Tôi là Soái Tiết. Cô thực sự cho rằng kế hoạch của cô thành công sao? Cùng đánh thì chết. Đúng. Cùng lắm thì chết. Bác sĩ Bạch dùng tính mạng cũng không thể thức tỉnh cô. Đúng là máu lạnh. Đừng có nhắc bố tôi với tôi. Cô trơ mắt nhìn người nuôi dưỡng mình bao nhiêu năm. Vì cô mà liều mạng, vì cô mà mất mạng. Bạch Quỷ, có chuyện gì cô không dám làm? Tôi nói rồi, đừng nhắc bố tôi với tôi nữa. Là ông ấy cứu mạng anh. Nếu anh còn một chút cảm ơn thì ngoan ngoãn đi theo tôi. Tim cũng có ở trong máy ảnh, đúng không? Mọi người đều dây lấy cái máy ảnh, còn cô thì đang diễn kịch. Tim ở trong người cô, đúng không? Đúng vậy. Nếu đã vậy, anh càng phải đi với tôi. Đổ súng đi. Đổ súng ngay. Tôi nói cô biết, chỉ cần tôi vẫn còn sống, tôi chắc chắn không để cô đưa phim đi. Bạch Thủy, Hồng Mai, chị Hồng Mai, em biết chị sẽ đến. Chị đến để chia tay với em gái này đúng không? Đạt Dương, anh sao rồi? Đừng lo cho tôi, tìm ở trên người của ta. Em im đi. Bạch Thủy, bố cô đã hy sinh rồi. Lúc cô phải hy sinh bao nhiêu người mới khiến cô dừng tay? Vì một khấu tiết tùng. Tình nghĩa trước đây không quan trọng nữa, có phải không? Chị Hồng Mai, em biết chị tốt với em, nhưng chúng ta không cùng chí hướng. Em vốn đã cẩn thận che giấu tất cả, nhưng mọi người khiến em không còn lựa chọn. Đan Dương, anh ấy phải đi cho em. Nếu như cô vẫn còn gọi tôi một tiếng chị Hồng Mai, thì hãy nghe tôi khuyên một câu. Chỉ cần cô chịu hối cải, chính phủ nhất định sẽ cho cô một cơ hội sửa đổi. Bạch Thủy, bà xuống xuống, chị đừng qua đây. Chị đừng bước qua đây. Cô tin tôi, chị đừng ép em. Chị Hồng Mai, em biết người chị quan tâm nhất chính là Đan Dương. Nếu chị muốn anh ta an toàn thì để bọn em đi. Hồng Mai, cẩn thận. Đan Dương, Đan Dương Hải, Hồng Mai, Tì Bao, đừng lo cho tôi. Cáo bay à, tôi không còn thời gian nổi đi với cô nữa đâu. Giao phim cho tôi, Đan Dương Hải. Nếu anh dám tổn thương một sợi tóc của anh ấy, tôi sẽ không tha cho anh. Bất lời đi giao phim cho tôi. Bỏ xuống xuống. Thử xem. Đan Dương Hải, đến đi. Giao phim cho tôi. Phim ở đây. Anh thả nấy ra. Ném qua đây. Anh thả nấy ra. Ném qua đây. Bạch Thủy,
đứng lại. Bạch Quỷ, cô đừng ép tôi. Là các người ép tôi. Đan Dương, vì anh tôi mất hết tất cả rồi. Giao phim cho tôi, tôi sẽ không làm khó anh. Tôi có thể tự đi. Bạch Hủy, tôi đã từng nói cho dù tôi chết cũng không để Ký Đan Dương gặp chuyện. Trước đó ở Hồng Kông là vậy, hôm nay cũng vậy. Không tin cô thử xem. Đồ ngốc. Phải sống thật tốt. Bạch Hủy, mọi thứ đã kết thúc rồi. Tại sao các người phải đến Lưu Môn? Tại sao? Hồng Mai, cô không sao chứ? Tôi không sao. Nếu như tôi có thể có cuộc đời với hai người, thì tốt biết mấy. Báo cáo. Báo cáo đội trưởng, tin tức từ tiền phương. Bành Hồng Mai đã cứu được chuyên gia kế, bắn hạ đội trưởng hành động tình báo của kẻ địch Đan Diên Khải, cũng chính là Lệ Thu Thần. Hành động của đặc vụ của địch đã thất bại hoàn toàn. Hồng Mai thật xuất sắc. Mọi người vất vả rồi. Qua điều tra, phù hợp điều kiện là bác sĩ điều trị nữ, xuất thân là đại tiểu thư nhà họ Chu. Hơn nữa là số dây 36, chỉ có một người.
Đội trưởng Trần, trưởng Diệp Cát, xem ra họ quên báo với cô. Cục trưởng Dương cùng kỹ sư Sở đã đưa cục phim số liệu đi đến trạm tàu hỏa rồi. Chúng tôi nên gọi cô là Cát Dân hay là Chu Dân, hay trực tiếp gọi là Xói Tiết? Đội trưởng Trần, cậu đang nói gì mà tôi nghe không hiểu? Chúng tôi đã điều tra rõ ràng, vào năm 1949, cô và nhà máy 2311 cũng là nhà máy thiết bị là Lâm Hải Diên sắp xếp đúng không? Đúng rồi, Lâm Hải Diên đã trúng trạng của chúng tôi. Chiến dịch tàn thạch của các người đã thất bại hoàn toàn rồi. Là cô đã giết Từ Trường Sinh. Con dao phẫu thuật này của cô đã hại chết biết bao nhiêu đồng chí cách mạng của chúng tôi. Cẩn thận! Buông tay! Bố, cuối cùng con gái đã bắt được Xói Tiết rồi. Công trình gặp nước cũng thắng lợi rồi. Bố à, chắc bố cũng được an ủi đúng không? Tuyết Tùng không thể hoàn thành trách nhiệm của Tổng Thư ký giao phó. Hổ thẹn với Quốc dân đảng, xin Tổng Thư ký hãy kỷ luật. Tuyết Tùng à, xem ra giấc mơ nước hoa mai ở Nam Kinh của chúng ta rất khó thực hiện rồi. Cậu rút lui cũng tốt, có thời gian đi ăn đi săn với tôi. Rõ. Tổng thư ký. Chủ nhiệm, công trình giọt nước vừa mới bắt đầu thôi. Đợi khi bọn họ chính thức tạo ra tàu ngầm, chúng ta vẫn còn cơ hội. Bàn thạch dở nát, nước xuyên qua đá, phản công đại lục. Đối với chúng ta mà nói, phản công đại lục chẳng qua là giấc mơ tự lừa dối mình mà thôi. Những giọt mưa này khiến anh nghĩ tới trận mưa đêm ở Hồng Kông. Đúng vậy, nó khiến em và nhà toán học như anh có được sự tin tưởng lẫn nhau. Nhà toán học gì chứ, đến câu hỏi đơn giản nhất cũng trả lời sai mà. Câu hỏi nào? Chính là mời em cách tôi 20 mét. Vậy đáp án chính xác là gì? Chính xác là khoảng cách hiện tại của chúng ta. Cùng công chinh chiến Tân Nam Nhi, trong mơ cũng từng vẽ quả tim. Nếu bên cạnh anh không có một qua một lan như em, thì anh không thể đứng đây rồi. Thắng lợi cuối cùng của chúng ta còn cách bao xa? Qua bước này, thắng lợi ở ngay trước mắt. Ngày 26 tháng 12 năm 1970, tàu ngầm đầu tiên do nước ta tự chủ nghiên cứu hạ thủy thành công. Ngày 1 tháng 8 năm 1974, tàu ngầm Trường Chinh 1 của nước ta được chính thức đưa vào lệnh tác chiến của hải quân. Tháng 9 năm 1988, tiến hiện phóng hỏa tiễn dưới nước tàu ngầm hải quân Trung Quốc, thành công tốt đẹp.